Tổng kho gia dụng Như Thiết xin kính chào các bác từ mọi miền tổ quốc nhé. Và hôm nay thì em lại tiếp tục lên like để gửi tới các bác những cái mã sản phẩm mới nhất bên em nhé. Các bác lần đầu đi qua kênh của em không quên cho em xin một like cũng như một nút chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hóa đơn trên 200k em xin là bao ship 500k em xin gửi tới các bác những cái phần quà trên khách hàng nhé. Và không để các bác phải chờ lâu thì em xin đi vào chi tiết sản phẩm. Em thả bồn cầu thế hệ mới nhất của Nhật Bản nhá. Em xách tay về luôn cho các bác này. Đấy, thương hiệu xuất xứ Nhật Bản cho em một hộp này nhá. Một hộp này các bác có thể sử dụng cho em từ 6 đến 8 tháng. Nó sẽ tương đương với lại 10 đến 20 viên thả bồn cầu đấy ạ. Nhưng mà đây là thế hệ mới nhất các bác nhá. Đấy, các bác có thể đặt ở trên đây này. Hàng này là em xách tay luôn nhá. Tore Ichimo Kire desu. Có nghĩa là cái nhà vệ sinh của mình sau khi sử dụng cái này thì lúc nào cũng sẽ đảm bảo là sạch sẽ này, thơm mát, khử khuẩn cho em tuyệt đối luôn các bác nhá. Thì với em này khi mua về thì nó sẽ là niêm phong như này cho em. Và khi các bác mở ra này, đó thì nó sẽ có những cái lỗ như thế này. Mỗi lần chúng ta đi vệ sinh, chúng ta xả thì nó sẽ tiết ra là một chút chất tẩy rửa này, một chút chất thơm, một chút chất tẩy khử khuẩn nhá các bác nhá. Để đảm bảo làm sao ạ, cái nhà vệ sinh của chúng ta luôn luôn sạch sẽ này, không cặn bẩn này, diệt khuẩn. Để cho khi có khách có khứa hay là chúng ta sử dụng chăng nữa thì nó rất là đảm bảo nhá. Cũng như là nhìn về mặt mỹ quan, thơm tho sạch sẽ luôn. Đó, quá là tuyệt vời. Một em lọ này sẽ sử dụng được từ 6 đến 8 tháng cho em nhá. Mới phải thay thế luôn. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc mở cái nắp nhà cầu chỗ phần xả nước đấy ạ. Các bác thả vào trong đó cho em. Đó, rất là ok luôn. Xong là để nguyên xi như thế, không phải tác động gì nữa nhá. Đấy, không phải thường xuyên phải mở ra cho vào mất nhiều thời gian. Thì em này giải quyết hết mọi vấn đề luôn các bác ạ. Có 40k thôi các bác nhé. Và cái mã này là hàng xách tay xịn sò cho em luôn. Em cam kết chất lượng này. Đấy, và giá của em nó chỉ có là 40k trên một hộp này nhá các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Sử dụng từ 6 đến 8 tháng cho em ạ. Em máy sấy tóc Panasonic đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhá. Hàng xịn sò luôn này các bác ơi. Với cái thời tiết này mà các bác gội đầu xong các bác không sấy luôn tóc nhá thì nó rất dễ là đau đầu, đau tiền đình nhá. Cảm này, đấy, nó ngấm vào người nha các bác nhá. Thì các bác sử dụng ngay cho em con máy sấy tóc này. Cực kỳ rẻ luôn mà lại quá là ok nhá. Chương trình chiên trợ giá bên tổng kho gia dụng Như Thiết ạ. Ở đây nó sẽ có hai chế độ 1 và chế độ 2 nha các bác nhá. Đấy, kể cả trên kể cả dưới. Thì chế độ 1 sẽ là sấy gió nhiều hơn là sấy nóng các bác nhá. Đấy, sấy gió nhiều hơn sấy nóng dành cho tóc bác nào mà khô sơ. Còn bác nào muốn ướt mà muốn khô nhanh thì các bác ấn cho em nấc 2 nhá. Đây, nấc 2 cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác thấy không? Có ù luôn, quá là tuyệt vời luôn nhá. Còn đây là nấc 1 này. Đấy, chúng ta sấy nhẹ, sấy gió nhá. Đấy, rất là ok luôn với em này luôn. Cực kỳ khỏe như này đấy. Các bác không sắm em này thì sắm em nào nữa. Còn đây là cái phần tạo kiểu nhá. Tạo kiểu là các bác ráp vào đây cho em này. Đấy, có thể tạo kiểu, tạo sóng, tạo cục cho em nhá. Quá là ok luôn các bác ơi. Với cái em máy sấy tóc Panasonic này, em gửi từ các bác mức giá chỉ có là 100k trên một chiếc thôi các bác nhá. 100k trên một chiếc. Các bác mua về chỉ cần cắm vào dòng điện 220V cho em như thế này. Đấy là sử dụng quá là ok rồi. Nút thì nút cơ bật tắt ở đây, rất là tiện nhá. Có cả móc, phần móc treo ở đây. Dùng xong mà chúng ta treo lên ạ. Em này thì cực kỳ khỏe rồi. Bác nào ưng mã sản phẩm máy sấy tóc Panasonic nhá thì nhanh tay chốt đơn cho em với một mức giá chỉ có là 100k thôi các bác ạ. 100k. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Một siêu phẩm, một trợ thủ đắc lực cực kỳ là tuyệt vời trong gia đình mà chúng ta không thể thiếu được nhá. Đó là em máy hút bụi bằng tay này, size to cho em luôn nhá. Hút bụi cực kỳ là tuyệt vời luôn, một giải pháp cực kỳ là thông minh nhá. Các bác xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Quá là ok luôn. Lực hút lên tận 8.500W nào. Sạc pin để các bác không phải mang dây dợ loàng hoàng nhá. Đó, siêu trợ. Gồm 4 đầu hút khác nhau các bác nhá. Có thể luồn lách được tất cả vào các ngóc ngách này. Hút bụi trên cao cho em luôn. Đó các bác thấy không ạ? Hút khỏe không ạ? Đó, vệ sinh trần nhà, gầm giường, điều hòa. Đó, rất là ok luôn. Em trợ giá 50% các bác nhá. Mà lại còn rất là tuyệt vời này. Nhiều tính năng, ưu việt này. Các bác có thể thấy ạ, nó được thiết kế gọn nhẹ cầm tay như này, sạc pin các bác nhá. Để khi các bác hút bụi thì không phải dây dợ kéo loằng ngoằng, có khi là vấp ngã đấy. Rất là tiện luôn. Kèm theo đó là các bác quan sát cho em ạ, những cái vòi hút này khi các bác kết nối nhá thì nó sẽ rất là dài luôn, để đảm bảo khi mà chúng ta hút cái sàn nhà đấy ạ, chúng ta không phải cúi đau lưng nhá. Đấy, rất là dài luôn, không phải cúi này. Tiện chưa các bác ơi?
và kèm theo đó là bốn con đầu hút nhá. Bốn con đầu hút này thì tác dụng của nó rất là tuyệt vời. Đầu tiên phải nói đến cái con hút sàn nhà. Đấy, các bác run đến đâu là có bánh xe này, trợ lực đến đấy nhá, rất là ok luôn. Hút đến đâu lau luôn đến đấy cho em, hút đâu lau luôn đến đấy. Xong việc các bác chỉ việc lột ra đấy và giặt cho em, sau đó lần sau chúng ta lại sử dụng nhá, cực kỳ là ok luôn. Mấy em này này, hút ở trên mặt sàn nhà rộng luôn cho em đó. Còn với em này thì các bác hút này, đấy nó có những cái đầu lông như này để trải vào bàn phím máy tính hay là những vật dụng cụ trang trí hoặc là máy điều hòa trên cao nhá các bác nhá, rất là ok tường nhà. Còn đây sẽ là em hút cạnh kẽ máy tính này, cạnh kẽ khe cửa hay bất cứ nơi đâu nhá, tùy vào mục đích các bác sử dụng. Còn em này thì chuyên dụng cho hút ở các cạnh kẽ rồi mà sâu đấy, ví dụ như cạnh cửa khe cửa nhỏ nhá, chúng ta luồn lách vào hay là hút bụi trong xe hơi cũng rất là ok luôn. Đấy, kết nối vào đây đấy, gọn không các bác ơi, đấy quá gọn này đấy. Và em sẽ test thử cái độ khỏe nhá. Đầu tiên các bác kích cho em, các bác kích vào đây cho em khoảng 3 giây này, giữ lì này đấy, các bác nghe này. Đấy, lực hút của nó khỏe không ạ? Cực kỳ khỏe luôn. Và em sẽ test nhá, em sẽ test hút gạo này. Gạo thì là nó cực kỳ nặng rồi nhá, em sẽ hút này. Đấy, trực tiếp luôn. Chưa đầy 1 giây các bác nhá, chưa đầy 1 giây đó là em nó đã hoàn thành cái công việc hút rồi. Nó rất là ok và tuyệt vời luôn. Nhỏ, gọn nhưng mà lại tiện lợi, không phải dây dợ loằng ngoằng, lại tiện lợi là hút bụi cực khỏe, sạc pin. Đó, tuyệt vời chưa các bác ơi? Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Với cái mã sản phẩm này thì em đang vượt được chương trình sale. Đó, may mà khi đắt các bác chưa mua, và bây giờ thì các bác tranh thủ vượt sale luôn cho em nhé. Giá của em nó này chỉ còn là 260k trên một em máy hút bụi này nhá. Các bác thấy tuyệt vời chưa ạ? Giá cả cực kỳ là phải chăng luôn. Đấy, các bác yêu thích shop như thiết thì không quên cho em xin một like cũng như một nút chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ. Ơi, một siêu phẩm, một em ghế thư giãn nhá, cực kỳ là đẹp và xịn sò như này luôn, em muốn gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay ạ. Đây là ghế đến từ thương hiệu Đại Vĩ nhá, hàng xuất khẩu cho em này, bên em phân phối độc quyền luôn. Đấy, rất là xịn luôn. Với cái công năng của em này thì các bác mua về để sử dụng kê trong nhà hay ban công hay là ngoài hiên ngoài sân nhá, nằm thư giãn. Đấy, tận hưởng khí trời, vừa nằm vừa xem tivi, vừa nằm vừa xem điện thoại vô tuyến nhá, thư giãn cực kỳ là ok luôn. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu sản phẩm ạ. Đầu tiên sẽ là phần khung ghế nhá các bác nhá. Các bác quan sát cho em ạ, phần khung ghế này cực kỳ là to rộng nhá, bản thép vuông cho em như này luôn. Đấy, để làm sao? Để cứng cáp, chịu lực chịu tải lên tới tận là 300kg cho em nhá. Và cái phần thân của nó kết cấu chính là thép các bác nhá. Nó sẽ là thép và được sơn tĩnh điện ở bên ngoài để làm sao chống han, chống dỉ tuyệt đối cho em luôn nha các bác ơi. Rất là tuyệt vời luôn này. Tay vịn thì đã thiết kế là thiết kế này, tay vịn mở rộng luôn như thế này luôn này. Đấy, thiết kế cải tiến luôn nhá. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn này. Với cái phần lưới của nó nhá, phần chủ đạo chính sẽ là phần lưới này các bác này. Các bác quan sát cho em ạ. Phần lưới nó sẽ được làm bằng sợi carbon. Sợi carbon thì nó rất là bền bỉ nhá, nó không bị bay dão như là các loại dạng lưới như là textilen hay là dạng sợi nhựa PVA nha các bác nhá. Nằm thì lại cực kỳ là êm, cực kỳ thoáng mà nó không hề bị bí hay là nóng lưng nha các bác nhá. Đấy, và đặc biệt của nó thì mùa hè là thoáng mát và mùa đông thì ấm các bác nhá. Cái phần khung ghế này chịu lực nặng lên tới là 4-5 người ngồi thoải mái cho em, đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn nhá. Đấy, thiết kế công năng công tái học. Khi mà các bác ngồi ở đây, đấy, mà các bác tựa và lưng tựa vai vào đây, đấy, em tặng luôn một con gối như này nhá, để các bác tựa cái phần cổ vai gáy vào đây thì đảm bảo là sẽ không bị đau. Đấy, toàn bộ cái khớp cổ vai gáy nhá, nằm lâu cũng không bị đau, không bị mỏi, và nó đảm bảo luôn cái khớp cổ vai gáy cho mình luôn nha các bác nhá. Đấy, và khi không sử dụng thì chúng ta chỉ việc gấp gọn cái ghế lại. Đấy, bởi vì ở cái phần ghế này này các bác này, nó sẽ có cái phần trợ lực nhá. Đấy, nó có cái phần trợ lực này, gấp cực kỳ là dễ dàng, nhẹ nhàng luôn. Đấy, rất là dễ sử dụng, khi tí nữa em sẽ gấp cho các bác nhìn ạ. Tuyệt đối rất là xịn nhá. Và em thì sẽ miễn phí giao hàng cho các bác. Các bác kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho bên em nhá. Không như quảng cáo chất lượng không xịn như em nói thì các bác không cần phải thanh toán bất cứ một đồng nào. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Miễn ship và uy tín luôn nha các bác nhá. Bác nào mà ưng cái mã sản phẩm này, ghế thư giãn nhá. Đấy, ghế thương hiệu này xuất Nhật cho em nhá,
Thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Kèm theo đó em sẽ tặng các bác một em khay này. Một em khay này để sử dụng công năng là các bác đựng trà. Đấy, tách trà, ly trà đây. Đựng điện thoại, sạc điện thoại ở đây nhá các bác nhá. Đây, đựng điện thoại và tách trà đây. Và giá của em nó vô cùng ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ còn là 1.050.000. Em nó có thể ngả là 186 độ như này nhá. Các bác có thể vừa nằm vừa đọc sách, đọc báo, xem điện thoại, tivi vô tuyến nhá. Để thư giãn này. Đấy, nằm thư giãn thoải mái. Gác chân lên đây. Đó thì quá là tuyệt vời luôn nhá các bác nhá. Đấy, các bác ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này ạ. Đẹp cực kỳ xuất sắc luôn các bác. Rẻ và quá rẻ các bác ơi. Xin được chi ân trợ giá bác mã sản phẩm bột xi măng dẻo đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này. Giá chỉ còn là 4k, 4k trên một bịch 200g này nha các bác nhá. Đấy, 4k trên một gói này. Này, các bác thấy chất lượng sản phẩm không ạ? Trời ơi, quá rẻ, quá xịn luôn. Các bác mua về các bác không cần phải nhào trộn với bất kỳ thứ gì nhá. Các bác chỉ việc bóp ra và sử dụng như này cho em. Đấy, các bác thấy mềm dẻo không ạ? Các bác dễ hiểu. Hãy phòng ngừa ngay trên chính ngôi nhà của bạn, đừng để mối hậu họa xảy ra như trên tin tức. Nếu mà nếu nước các thầu xây dựng đấy, nếu các ống nước bị dò hở này hoặc các lỗ điều hòa này chưa được fit này, đấy các ống nước này hỗn hợp polyplane và xi măng trắng giúp gia cố những ngóc ngách từ lỗ điều hòa, lỗ chuột, đường ống nước bị dò rỉ hay thậm chí là cả ổ điện bị vỡ nứt. Cách sử dụng đơn giản, sau khi bóc vỏ phải ổ điện vỡ nứt cũng ok các bác nhé. Đợi vài tiếng keo sẽ khô và cứng lại. Chất liệu thân thiện với môi trường, không độc hại, an toàn khi sử dụng, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mua nguyên vật liệu và công thợ sửa chữa. Đặc biệt, keo xi măng có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống thấm nước ưu việt. Mua một lần, các bác thấy tuyệt vời không ạ? Cũng không hư hại hay biến dạng. Keo xi măng dẻo đa năng, dành đấy, cho rất là tuyệt vời luôn. Tặng ngay 300 suất ưu đãi. Tặng ngay 300 suất ưu đãi nhá các bác nhá. Chốt trên buổi live chỉ còn là 4k trên một gói 200g các bác nhá. Giới thiệu các bác bộ sản phẩm máy rửa xe tưới cây chạy bằng pin các bác nhá. Rất là tiện lợi và dễ dàng sử dụng luôn. Em sẽ giới thiệu ngay đây cho các bác ạ. Và đầu tiên sẽ là một em máy cầm tay nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản Hitachi cho em này. Kèm theo đó là một bộ củ sạc này. Đây, một bộ củ sạc pin và một bộ pin nhá. Đấy, đến từ thương hiệu Hitachi cho em này, rất là bền xịn luôn. Kèm theo đó là em tặng 4 mét dây này, 4 mét dây và một củ lọc rác nhá, để khi mà vứt xuống giếng, xuống xô, xuống hồ thì nó sẽ lọc những cặn rác ở bên ngoài để không chui vào bên trong nhá, gây tắc cuộn dây. Còn đây là khi các bác rửa xe này mà chúng ta muốn trà thêm xà phòng cho bông thì chúng ta bỏ vào đây. Bỏ vào đây và lắp vào đầu vòi nhá. Tí các bác sẽ xem em hướng dẫn ạ. Còn đây sẽ là một đầu vòi tăng áp này. Đấy, chúng ta mua về sẽ lắp trực tiếp vào đây cho em nhá. Lắp trực tiếp vào đây cho em này, rất là dễ dàng sử dụng thôi các bác ạ. Đấy, em dùng một lần mà mê luôn. Đấy, rất là tiện phải không ạ? Còn cái phần dưới đây nhá các bác nhá. Các bác tháo cái van này ra, tháo cái van này ra. Đó. Và các bác kết nối dây vào cho em nhá. Đây, các bác luồn cái dây này. Luồn cái đầu dây này. Đấy. Các bác kết nối như này cho em. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em nhá. Rất là dễ thôi ạ. Đấy, và các bác lắp vào như thế này là ok rồi nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ lắp cái củ pin xuống phần dưới này. Đây, bây giờ các bác quan sát. Em lắp cái củ pin nhá. Lắp củ pin này. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng ạ. Là chúng ta đã hoàn thành một em máy này, rửa xe tăng áp chạy bằng pin nhá, hoàn toàn tự động luôn, không phải phụ thuộc vào nguồn điện nhá. Tưới cây, rửa xe bất cứ nơi đâu chúng ta. Kèm theo đó sẽ là hai đầu vòi nhá, một đầu dạng phun tia và một đầu dạng phun xương cho em. Thì khi các bác lắc, các bác kéo cái lõi đầu này xuống và các bác vít vào đây cho em, nó sẽ ra là dạng phun xương nhá. Chúng ta sẽ tưới cây này. Còn khi mà các bác kéo cái lõi này xuống, các bác lắp cái này vào cho em này, nó sẽ là dạng phun tia, phun cao để tưới trên cao nhá. Còn khi các bác rửa xe, các bác cho xà bông xà phòng vào đây, các bác cũng kéo tia này, kéo lõi xuống đấy và lắp vào đây cho em. Thì khi các bác vịt là xà bông xà phòng nó sẽ ra nhá. Đấy, chúng ta hoàn toàn không phải làm thủ công nữa. Rất là nhàn, rất là tiện, cái xe của chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ ra ngoài đường, nó rất là sang trọng lịch sự ok luôn. Đấy, hay tưới cây tưới vườn nó rất là nhàn nhá. Và hàng xịn thì sẽ là hộp nhá. Đựng hộp như thế này. Đấy, là hộp nhựa như thế này cho em nhá, chứ không phải là hộp giấy đâu các bác ạ. Đấy, các bác yên tâm khi đặt hàng bên em nhé. Đấy, bởi vì dạng phun xương. Đây các bác xem video nhá. Nó rất tiện mà không các bác. Đây là dạng phun tia. Đó, tuyệt vời chưa các bác. Rất là dễ dàng sử dụng, lắp đặt. Đấy, đây là phun tạo bọt này. Khi các bác lắp bình vào nhá, quá là ok luôn các bác ạ. Tưới cây này trên diện rộng luôn nha các bác nhá. Đó, rất là ok luôn.
quá là ưng sản phẩm này luôn, với một mức giá siêu ưu đãi chỉ có hơn 300k thôi mà tiện ích tuyệt vời. Đó. Hiện tại thì đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng nhá. Và với cái em sản phẩm máy rửa xe này, chạy bằng pin này, với dung tích này, một pin nhá, một pin sẽ bằng là 300k thôi bác nhá, chỉ có 300k thôi ạ. Và hai pin sẽ bằng là 350k nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi từ các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã sản phẩm miếng dán ngải cứu các bác nhá. Đó, các bác biết ngải cứu là một loại thuốc bắc đấy, cũng như là thuốc nam, rất là tốt, rất là ok luôn, ăn thì bổ máu mà chữa bệnh xương khớp cũng như là nhức mỏi, hay là chữa được rất nhiều các bệnh nhá. Đấy, trong đông y thì nó là một vị thuốc rất là quan trọng, thì đã cải tiến thành những cái miếng dán tiện ích như thế này cho các bác nhá. Thì các bác mua với cái miếng dán ngải cứu này về thì các bác chỉ việc là có tem chống hàng giả hàng nhái đây cho em luôn nhá. Để bóc khá là khó đấy. Thì ở bên trong đây nó sẽ là 10 đây em bóc cho các bác 10 miếng dán nhá. Đấy, trong túi này sẽ là 10 miếng dán cho em. Đấy, các bác mua về chỉ việc dán vào các vị trí cho em này. Đấy, như là vai, cổ, vai gáy này. Đấy, hay là những cái bắp chân, bắp tay đau thì các bác dán cho em nhá. Cái này nó đặc trị về đau cổ, vai gáy cho em rất là tuyệt vời luôn, rất là hiệu quả luôn nha các bác nhá. Dán vào nó sẽ nóng, đó, và nó giữ nhiệt. Các bác dán qua đêm cho em nhá. Sau đó là ban sáng mình lột ra thì mình sẽ cảm nhận được rõ rệt đấy cái vị thuốc này. Nó ngấm và nó sẽ làm tan những cái vùng ứ trệ này, đấy, nó giúp cho khí huyết lưu thông này, đỡ đau nhức mỏi vai gáy nhá, đấy, giảm rất là rõ rệt luôn, rất là tuyệt vời luôn. Các bác mua về bóc cái phần này ra cho em nhá, đấy, và 10 miếng dán tương đương với lại 10 ngày chúng ta dán nhá, đấy, rất là ok luôn. Với một loại thuốc cổ đông y như thế này, thì một gói 10 lá như thế này, 10 lá dán như này em xin gửi từ các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi nhá, trong buổi live ngày hôm nay chỉ có 10k thôi, 10k cho một sản phẩm như thế này nhá các bác nhá. Đấy, các bác rất dùng rất hiệu quả, các bác đặt lấy vài hộp về đấy sử dụng. Đấy, rất là ok, rất là yên tâm luôn, thuốc nam nha các bác nhá. Đó, 20k trên một bịch. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi từ các bác trong buổi live ngày hôm nay, đó là cái mã lưới bắt quái này nha các bác nhá. Đấy, lưới đăng bắt quái này, một cái mã sản phẩm để cho các bác cuối tuần nhá, thư giãn này. Bẫy cá, đấy, bẫy tôm cua ốc hến ở ao vườn nhà mình, hoặc là đi chơi, đi du lịch, bẫy sông ngòi nhá. Đấy, đi cùng bạn bè rất là tuyệt vời luôn. Một cảm giác rất là thú vị khi chúng ta thả cái lưới này xuống, và khi chúng ta cất lên thì có rất nhiều cá trong đây nha các bác nhá. Thì em xin hướng dẫn các bác sử dụng ạ. Đầu tiên các bác lật lên, đấy, các bác cho mồi vào trong đây cho em nhá. Và sau đấy là các bác buộc chặt lại cho em ở cái phần đít này. Đó, buộc chặt lại giúp em nha các bác nhá. Và tiếp đến thì các bác thả xuống. Đấy, thả xuống cho em như thế này. Và đây các bác có thể nhìn thấy em ạ. 8 cái lỗ này sẽ là 8 cái lỗ mà tôm, cua, cá ngửi thấy mùi thính thơm hoặc là thức ăn nhá. Sẽ giúp vào cho em bắt những con cua đồng, cá đồng rất là tuyệt vời luôn. Con cá sông, ao sông. Đến vài ký bẫy này cũng vẫn rất là ok cho em nhá. Đây các bác quan sát giúp em ạ. Nó chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 8 cái lưới sắt này rất là cứng cáp và chắc chắn cho em luôn, như này luôn các bác ạ. Ở đây sẽ có một dây buộc tay cầm để xách nhá. Đấy, xách này để các bác thả xuống này. Đấy. Thì khi các bác thả đăng như này, đấy, tự tay mình cất lên những con tôm, con cua, con cá dù to hay nhỏ thì cũng rất là thú vị luôn, và đi du lịch cùng bạn bè rất là tuyệt vời nhé các bác nhá. Thì cái mã sản phẩm này khi các bác rút vào này. Đây sẽ trên đây nó sẽ là cái đầu rút nhá. Các bác tưởng tượng như cái ô ấy, các bác thả ra. Các bác thả ra, các bác rút lên như này cho em. Này, trên đây nó sẽ có cái để rút ra, rút vào như thế này nhé các bác nhé. Đấy, các bác rút ra nó sẽ rộng ra như này. Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta kéo vào. Nó như chiếc ô vậy, nó lại gọn tiện như thế này cho em luôn nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn và gọn tiện như thế này. Chúng ta sẽ cho vào cái, em sẽ gửi kèm theo một cái túi ni lông như này cho các bác nhé. Để khi các bác không sử dụng nữa thì các bác chỉ việc nhét vào đây thôi cho em này. Đấy, rất là gọn luôn. Thi thoảng em cũng được thả ao ông bà thì cũng được bữa cua đấy, và bắt được con cá rất là thú vị và tuyệt vời luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em nhé. Cái mã này lưới bắt quái nhá, đấy, gồm 8 nan này, rất là chắc chắn và cứng cáp như này cho em đó, với một mức giá vô cùng ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé các bác nhá, chỉ có 60k thôi ạ. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu, chỉ có 60k cho cái em này thôi nhá. Đấy, tiện lợi đấy, vô cùng là thú vị luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em nhé. Mã bắt quái 60k.
À, tiếp theo em sẽ tổng xả kho một cái mã hàng, đó là nồi cơm điện Cuckoo nhá, đến từ thương hiệu Korea Hàn Quốc treo này. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Cái mã này thì rất là xịn sò, em bán được cả nghìn nồi rồi. Đầu tiên thì các bác mở nồi cơm ra quan sát giúp em bên trong, nó sẽ là có một cái lòng nồi niêu như này cho em nhá. Lòng nồi niêu thì nó sẽ đảm bảo là lòng nồi rất là sâu. Đấy, 1.8 lít nhưng mà thể hiện trên đây có thể nấu được đến tận 2.2 lít luôn. Sử dụng cho nhà đông người 4 đến 5 người nhá. Với cái mã nồi cơm 1.8 lít này cũng thoải mái luôn. Có khách có khứa dùng cũng rất là ok luôn các bác nhá. Rất là dày dặn cho em này. Các bác nghe tiếng dày dặn này. Đấy, để đảm bảo sao ạ? Cái nhiệt nó chuyển vào nồi cơm ấy, nó sẽ chín đều. Đấy, và cái phần chống dính của nó sẽ chống khê, chống cháy tuyệt đối nhá. Đấy, xịn sò cho em luôn. Hàng nhập khẩu xịn sò nha các bác nhá. Đấy, và bên trong lòng nồi thì sẽ có một cái cuộn dây điện và một cái mua sới cơm như thế này luôn. Đấy, để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đây là cái phần bên trong của nó này bác này. Đây là cái phần đĩa điện nhá. Đây em chỉ luôn để các bác dễ dàng quan sát. Cái phần đĩa điện này cực kỳ là rộng. Để làm sao? Nó sẽ đảm bảo là nó truyền nhiệt. Đấy, cho cái nồi cơm nhanh sôi, chín đều nhá. Rất là ok luôn các bác ạ. Thì tiếp đến là phần nắp bung này, với cái phần gioăng cao su nhá. Rất là chắc chắn như thế này. Đấy, nó mút cái nồi cơm khi mà sôi cạn nước rồi, nó sẽ giữ nhiệt. Đấy, để cho nồi cơm nó chín bằng hơi, cho cơm nó chín mềm dẻo, giữ được độ ngọt của cơm nhá. Đấy, rất là ok luôn này các bác này. Đây là cái phần sử dụng bằng cơ nhá. Bác ấn ở đây là mở bung này, đậy vào là đậy nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là cái mặt đằng trước của nó nha các bác nhá. Sử dụng cơ cho em hoàn toàn luôn. Các bác ấn xuống nó sẽ là nấu, bên đây sẽ là bật đèn. Các bác cắm điện nó nổ đèn bên đây là nấu nhá. Đấy, là các bác ấn xuống cho em mà nấu. Khi chín nó sẽ tự động ngắt và nảy sang nút ủ cơm cho em này. Đấy, ở đây sẽ có phần cắm ổ điện ở bên trong lòng nồi em giới thiệu đấy ạ. Đấy, và các bác chỉ việc cắm và dẫn vào nguồn điện 220V là sử dụng rất là ok rồi nha các bác nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và với cái em nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc này, em đang có chương trình đặc biệt tri ân khách hàng nhé. Sale xả tri ân khách hàng đặc biệt luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Với cái mã sản phẩm này, đây, giá em đang bán ở trên thị trường 1 lít sẽ là 320k. Đấy, thì em xin được sale xả xuống với một mức giá chỉ còn là 290 thôi bác nhé. 290 thôi. Đấy, một con số rất là ấn tượng luôn. Và với 1 lít 2 đang là 380, em sell xuống cho các bác chỉ còn là 350k này. Và tiếp đến 1,8 lít là 430 thì em sell xuống còn là 300, còn là 400 bác nhá. 400. Đấy, và em bao ship luôn cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít giá mới sẽ là 290, 1 lít 2 là 350k và 1 lít 8 sẽ là 400k các bác nhá. Đấy, 1 lít thì sẽ phù hợp với lại 2 đến 3 người ăn này. Và 1,2 lít thì 4 người ăn nha các bác nhá. 4 đến 5 này. Và đây tiếp tục là 5 đến 6 người ăn nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Đã có thìa thì lại phải có đũa các bác nhá. Thì em xin gửi tới các bác một cái mã sản phẩm, đó là đũa ngọc đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Đấy, em đang dọn kho nên là giá tri ân cực kỳ là rẻ luôn các bác nhá. Cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có là 15k cho một chục này thôi. Các bác nhà có công, có việc, có dỗ, có chạm nhiều thì các bác sắm ngay cho em một cái mã sản phẩm này về nhá. Đấy, gấp chống trơn, chống trượt cực kỳ là ok luôn. Mà cái phần đầu của nó này, thiết kế nhìn rất là sang trọng, đẹp và lịch sự nhá. Chỉ có 15k cho một chục thôi, tính ra chỉ có 1.500 cho một đôi này thôi, quá là rẻ luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này nhá. Số lượng không còn nhiều ạ. Em chỉ còn đâu đấy 100 đôi thôi. Các bác chốt đơn cho em nhá. Và một mã nồi mới nhá, đến từ thương hiệu Sát này và được sản xuất tại Korea Hàn Quốc cho em. Nó là dạng mẫu nồi thế hệ mới 3D nhá, rất được ưa chuộng và săn đón ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì cái độ nấu cơm ngon, ngọt, chín đều, chín nhanh nhá các bác nhá. Đấy, sử dụng thì sử dụng bằng nút cơ này, cực kỳ là dễ dàng sử dụng cho em luôn nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ xin mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Khi mở các bác cũng ấn nút cơ như này nhá, rất là dễ dàng luôn. Em xin được xoay ra đây ạ. Thì khi bên trong các bác mở ra, nó sẽ có một em nồi nhá. Với cái em lòng nồi này này, siêu dày, siêu chắc chắn luôn. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em các bác nhá. Với cái lớp men chống dính là men đá hoa cương với công nghệ Hàn Quốc này. Đấy, chống khê, chống cháy này. Cơm chín ngon tròn vị cho em, bởi vì cái độ truyền nhiệt dày dặn của nó nhá. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Và em sẽ tặng kèm các bác đó là một môi sới cơm này. Đấy, kèm theo đó là một cái gáo để múc cơm, múc nước, múc gạo nhá. Đấy, kèm theo đó là một dây điện. Đấy, dây điện để cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhá.
Và bên trong lòng nồi thì là đĩa điện của nó cực kỳ là rộng rãi rồi, để truyền nhiệt. Đấy, sôi nhanh, chín nhanh, mềm dẻo hạt cơm nha các bác nhá. Đấy, cái phần nắp vung của nó này các bác ơi. Phần nắp vung thì được chế tác bởi những cái giòn cao su rất là dày dặn để nó mút, để khi mà trong quá trình chín ủ bằng hơi ấy, nó sẽ không bị mất nhiệt các bác nhá. Còn đây là lỗ thông hơi khi sôi cơm này các bác ơi. Đấy, nó sẽ tự mở khi sôi. Rất là tuyệt vời này các bạn. Thì với cái mã sản phẩm mẫu nồi cơm Sáp thế hệ mới này, với dung tích của nó là 1,2 lít nhá. Em đã viết sẵn ra đây ạ, 1,2 lít. Nó sẽ có giá là 450k và nó sẽ phù hợp cho 4 đến 5 người ăn nhé các bác nhá. Còn với mã nồi cơm 1,8 lít sẽ bằng là 480k, phù hợp cho 5 đến 6 người ăn. Hoặc là chuẩn bị vào dịp đi học rồi, các bác sắm cho con cho cháu cái mã nồi này. Đấy, cho con cho cháu đi học xa nhà thì cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Em sẽ bao ship kèm tặng quà nhá. Bao ship này. Đấy, bao ship và tặng quà luôn. Đấy, tặng quà với cái mã sản phẩm mới nồi cơm Sáp đến từ thế hệ Korea Hàn Quốc này nhá. Và tiếp đến thì em còn một vài cái mã sản phẩm nồi chiên nhá. Nồi chiên rán này em gửi tới các bác với một mức giá sale xả này. Thì đây, với cái mã nồi này độ rộng của nó là 20 xăng nhá. Thiết kế chuyên biệt là để chiên. Đấy, để rán nha các bác nhá. Thì nó sẽ thiết kế là sâu lòng để các bác đỡ tốn dầu tốn mỡ. Đấy, nhưng mà lại khi chiên lại ngập dầu ngập mỡ nhá. Và để cho cái món ăn nó ngon giòn rụm luôn. Và sau khi chiên xong thì chúng ta gác lên đây cho nó ráo dầu ráo mỡ nhá. Sản phẩm vừa ngon ròn rụm vừa ráo mỡ, rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái em nồi này được thiết kế bằng inox SU304 nhưng mà được mặc lên mình những cái lớp chống dính vân đá hoa cương như này nhá. Cực kỳ là tuyệt vời luôn, chống dính tuyệt đối, chống han chống dỉ nhá. Và với cái em nồi này này là có thiết kế đổ dầu thừa nha các bác nhá. Đây, cái miệng nồi của nó này, bởi vì chuyên biệt cho chiên rán. Và em nồi này thì em đang bán làm với mức giá là 130k, nhưng riêng trong buổi live ngày hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 130 thôi các bác nhá. 100k cho em nồi chiên rán đến từ thương hiệu Nhật Bản này. Đấy, 100k thôi ạ, 100k với một em nồi chiên nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Tiếp tục sale xả cho các bác mã sản phẩm nồi hầm xương, nồi kho cá nấu cháo đến từ thương hiệu Đạt Tường cho em nhé. Có tem QR này cho các bác check mã sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cho em luôn này. Khi các bác mở sản phẩm ra, đầu tiên các bác sẽ nhận được là một tờ hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một phiếu bảo hành, em sẽ ghi phiếu bảo hành 1 năm nhé. Khi các bác mua sản phẩm mà có phiếu bảo hành thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi đúng không ạ? Và tiếp đến là con vung của nó nhé. Con vung của nó thì hoàn toàn bằng kính cường lực rồi. Tay thì rỗng cách nhiệt cho em này, có lỗ thoát khí nhá, rất là ok luôn khi sử dụng này. Trong suốt có thể quan sát được bên trong luôn các bác nhá. Đấy, còn về phần lõi của nó thì lại thiết kế siêu đặc biệt cho em này. Phần lõi của nó sẽ là bằng gốm sứ nhá, sành sứ luôn. Thế các cụ ngày xưa chuyên hầm xương, kho cá, nấu cơm, nấu cháo đều bằng nồi sành sứ này. Nó sẽ giữ được cái độ ngon ngọt của cái món mình nấu nhá. Đấy, giữ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là ok, rất là tốt luôn các bác ạ. Mà lại rất là nhừ nhá. Đấy, rất là nhừ, rất là ok luôn. Còn tiếp theo là phần nồi. Phần nồi của nó thì các bác nhìn cái phần mâm điện đây. Đấy, nó rất là rộng để làm sao để nó truyền nhiệt đều, để nấu sôi nhanh, chín kỹ, giữ cái thực phẩm của mình ngon, tròn, vị mềm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Và khi các bác nấu thì nó sẽ có 3 chế độ cho em nhá. Chế độ thứ nhất là nấu chậm này, thì các bác cắm từ tối cho đến sáng là các bác sử dụng này, là 7 đến 8 tiếng. Chế độ thứ hai là chế độ nhanh, là chế độ 3 này, từ 3 đến 4 tiếng. Và chế độ thứ tư sẽ là chế độ tự động nấu, có nghĩa là các bác chỉ việc cho nguyên liệu vào đây và bật chế độ thứ tư, nó sẽ tự động nấu nhừ, khi mà đủ nhừ, đủ chín, đủ cạn nước thì nó sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Đấy, rất là thông minh, rất là tiện lợi luôn với em này này. Và cái mã sản phẩm này, đấy, em xin gửi tới các bác với một mức giá sale xả như sau. Trên thị trường đang bán là 290k, 290, em sale xuống còn 280 cho các bác này. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé, kèm phiếu bảo hành luôn em ghi ạ. Thời buổi công việc bận rộn thì con cháu thường xuyên phải đi vắng nhà nhé, hoặc đi xa. Thì đây sẽ là một trợ thủ đắc lực này cho những ông, những bà, người cha mà chân tay đau nhé. Đau nhức xương khớp thì với em này quá là ok luôn. Đó là gậy chống, đấy, tự đứng nhé, bằng thép chịu lực cho người già luôn này. Em xin giới thiệu sơ qua này. Đấy, là một cây gậy chống nhá, bằng thép chịu lực cực kỳ mạnh luôn này. Chân của nó thì có đế cao su nhá, đế cao su chống trơn trượt ở nền gạch hoa hay là đi bất cứ đâu cũng là chống trơn trượt tuyệt đối cho mọi bề mặt cho em này. Đấy, cái phần đầu gậy thì có nút điều chỉnh nhá, 4 nấc để cho cái độ cao độ dài
độ dài của cây gậy ạ, nó phù hợp với cái chiều cao của mình nhá. Và tay cầm thì nó là đệm mút silicone này, chống trơn trượt cho em, thấm hút mồ hôi nhá. Và phần đầu đèn thì là tích hợp cho em là một con đèn pin này. Đấy, các bác thấy tiện không ạ? Vào buổi tối mà chúng ta muốn đi vệ sinh hay đi đâu đó vào buổi tối chẳng hạn, chúng ta có thể lôi ra chống hỗ trợ nhá. Đấy, và bật đèn pin, hoặc là khi lên cầu thang cũng vậy luôn này các bác này. Đấy, sáng quắc luôn, rất là tuyệt vời nhá. Đấy, về số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác. Các bác có thể xem video để hiểu về cái trải nghiệm này nhá. Gậy đa năng gấp gọn, hỗ trợ người lớn tuổi vận động. Đấy, rất tuyệt vời luôn, chống trơn trượt chắc để lên xuống cầu thang dễ dàng, hay cả những bề mặt sỏi đá. Gậy tự đứng được các bác nhá, rất là cứng cáp luôn. Có thể gấp gọn tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Gấp làm 3 khúc nhá, tí em sẽ gấp cho các bác xem ạ. Để đi lại an toàn vào ban đêm. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chất liệu thép cao cấp không rỉ, chịu được tải trọng cực kỳ cứng cáp, các bác được kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Đấy, rất ok luôn. Tập đi sau tai nạn, tai biến. Chứng mua ngay để nhận được ưu đãi. Các bác thấy tuyệt vời không ạ? Thì với em gậy này nhá, khi nào mà các bác không sử dụng nữa thì các bác có thể gấp gọn cho em này. Đi chơi xa, đi du lịch này, đấy đều rất là ok cho em như này luôn nhá. Gấp gọn này, ở đây có một cái dây dù này, chúng ta quấn, chúng ta siết đấy, chúng ta ấy vào như này. Các bác thấy không ạ? Nhỏ gọn, tiện lợi, thông minh, kết hợp đèn chiếu sáng cũng như là đế chống trượt nhá. Cực kỳ tốt cho người già, người đau xương khớp, người tai biến mới dậy nhá. Đấy, hỗ trợ an toàn khi đi lên cầu thang, đi xa. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu yêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé. Nó chỉ có là 220k trên một em gậy chống này thôi nhá các bác nhé. Tích hợp rất là nhiều tiện ích, hàng cứng cáp chắc chắn, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Đấy, uy tín chưa ạ? Tổng kho tiếp tục về số lượng rất là lớn mã sản phẩm bếp cốm điện nhá. Đến từ thương hiệu Tatami Nhật Bản này, hay còn gọi là bếp hồng ngoại các bác nhá. Thì với cái mã sản phẩm này, dùng tất cả cho các loại nồi và cực kỳ nhanh sôi, bền nhiệt các bác nhá. Và an toàn cho người sử dụng, tiết kiệm điện năng luôn. Và bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm. Tatami đến từ thương hiệu Nhật Bản này, top 1 sản phẩm bếp hồng ngoại được yêu thích trên thị trường hiện nay các bác nhá. Bởi vì thiết kế của nó thì cực kỳ là đơn giản, tiện lợi cũng như là dễ dàng vệ sinh sau khi đun nấu cho em nhé. Với cái mặt kính cường lực này này thì siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt cho em, và thiết kế bằng vân đá nhé. Nhìn nó rất là sang trọng cái bếp này luôn đấy các bác ạ. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp thực phẩm chín cực kỳ nhanh, bởi vì nó sẽ tập trung nhiệt ở nguyên cái phần này nhé. Nguyên cái phần đáy nồi thôi, nó không bị truyền nhiệt ra ngoài. Đấy, giúp tiết kiệm điện năng khi sử dụng này. Và đặc biệt là cái bếp này nó không hề kén nồi các bác nhá. Không kén nồi cho em để phát sinh thêm chi phí là phải mua nồi này, phải mua nồi kia để phù hợp với cái bếp này nhá. Và chế độ hẹn giờ cũng như là chế độ sử dụng thì cực kỳ là đơn giản luôn. Tất cả đều là cảm biến hết nhá. Em sẽ test luôn cái độ nhanh chín, nhanh sôi của con bếp này. Đấy. Và cũng như là em sẽ hướng dẫn luôn các bác cách sử dụng nhá. Thì ở trên đây nó sẽ có nút bật tắt này. Và tiếp sau đó các bác sẽ chọn những cái nhiệt độ thích hợp, ví dụ như là nấu súp, luộc rau, chiên rán, nướng hoặc nấu lẩu nhá. Đấy, ví dụ ở trên đây nhiệt độ đang là 3500, các bác muốn cho nhỏ thì các bác chỉ việc vặn ở đây ở nút cơ này nhá. Đấy, hoặc là các bác cho to lên thì các bác vặn về tay phải cho em này. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng. Trời ơi, có 30 giây trong cuộc nói chuyện là bếp đã sôi rồi nhá. Bởi vì nó tập trung nhiệt ở phần đáy nồi, cực kỳ là nhanh nhạy, không tốn nhiệt ra ngoài, nhanh chín, nhanh sôi, tiết kiệm điện là em này chứ đâu. Và em xin giới thiệu các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay luôn. Trên thị trường đang bán không dưới quá 750k nhá. Không bán dưới quá 750k, nhưng riêng trong buổi live ngày hôm nay em muốn tri ân tới khách hàng của em với một mức giá siêu ưu đãi chỉ còn là 550k. Em bao ship kèm tặng quà luôn các bác nhá. Bao ship kèm tặng quà. Đây các bác này. Đây, đấy. Đến từ thương hiệu Nhật Bản, nồi chiên không dầu Camel dung tích 13 lít cho nhà em nhé. Công suất của nó đây là 1700W, hoàn toàn có thể chế biến được rất nhiều các món ăn nhé, để đổi vị cho gia đình này các bác này. Và các bác ngắm tổng quan xem cái mã nồi sản phẩm này nhé, quá là đẹp luôn đấy, từ sản phẩm cho đến chất lượng nhé, rất là ok, đẹp với cái không gian bếp của mình đặt vào thì rất là sang trọng và lịch sự rồi. Thì đây các bác quan sát cho em này, ở đây sẽ có một cái phần khay để chứa đồ nướng các bác nhé, rất là to và rộng rãi. Bởi vì là 13 lít nên là các bác hoàn toàn có thể chiên cho em một con gà 3-4 ký ở đây, hoặc con vịt nhá.
đấy, hoặc là đồ làm bánh cũng rất là ok này. Ở đây sẽ chế tác cho các bác là một cái khay đựng đồ nhá, nó có chân như thế này luôn đấy, để cái con gà hoặc là con vịt nó luôn luôn ở bên trên và dầu mỡ thì rớt xuống dưới nhá. Các bác tưởng tượng là chiên nhưng mà không cần đến dầu mỡ nhá, rất là an toàn cho sức khỏe mà cái đồ ăn của mình vẫn là ngon giòn rụm luôn, làm được bánh chiên được lạc chiên được đủ mọi thứ luôn, ví dụ như là tôm chiên xù, sườn chiên, cánh gà chiên đều rất là ok nhá, vịt quay gà quay ngon không khác gì ngoài tiệm luôn các bác ạ, vì tự tay mình làm nên nó sẽ cực kỳ an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Và dưới đây thì sẽ có một cái lớp kính trong suốt nhá các bác nhá, một lớp kính trong suốt khi mình bật lên thì hoàn toàn có thể quan sát ở bên trong cái đồ chiên đồ rán của mình nó đang như thế nào nhá. Đấy, rất là thông minh luôn, thiết kế cực kỳ là tuyệt vời. Và phần bên trên của sản phẩm thì sẽ có hai nút điều khiển nhá, nó là phần nhiệt độ này và phần thời gian nha các bác nhá. Ví dụ như các bác muốn chiên con gà con vịt thì thời gian nhiệt độ của nó sẽ là 200 độ C tương ứng với từ 17 đến 22 phút các bác nhá. Thì các bác vặn về đây cho em chuẩn là 200 độ C và thời gian các bác điều chỉnh đúng về cho em là 20 đến 22 phút. Đấy, nó sẽ tự hiện giờ, tự chạy. Sau 22 phút thì nó sẽ có một tiếng kêu tinh này. Đấy, sẽ báo hiệu gia đình mình là có một món mới được đổ vị rồi, vừa thơm ngon giòn rụm vừa an toàn với vệ sinh thực phẩm nhá. Và với em này thì em đang tri ân khách hàng với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nha các bác nhá. Giá chỉ còn là 600k trong khi thị trường đang bán là 650k. Đấy, nhưng mà em tri ân xuống chỉ còn là 600k. Em bao ship kèm tặng quà các bác nhá. Và phần quà em gửi tặng các bác đó là cái mã sản phẩm mà sâm thịt này. Đấy, cái con sâm thịt này thì các bác mua về trước khi chiên rán thì các bác có thể là sâm và tẩm ướp gia vị vào cho em, sâm vào cái miếng thịt hoặc sâm vào con gà con vịt nhá. Đấy, các bác tẩm ướp gia vị vào cho em thì cái độ ngon lại tăng thêm gấp đôi gấp ba nhá, ngấm gia vị thơm ngon tròn vị luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này, nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản, 600k, bao ship tận nơi kèm tặng quà nhé, là một cây sâm thịt. Và hàng nồi Đức nhà em là mã hàng loại 1 luôn nha các bác nhé, hàng đủ 7 cân đây các bác, nhận hàng kiểm tra hàng cho em phải thanh toán nhé, đủ 7 cân luôn ạ, hàng loại 1 chắc chắn xịn nhập từ Đức luôn nhá. Và em xin được cắt lỗ giảm sâu phá giá thị trường luôn, giá chỉ còn là 680k trên một bộ nồi Đức nha các bác nhé. Em bao ship luôn ạ, em bao ship luôn nó. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm nồi Đức đủ 7 cân, hàng chuẩn nhập khẩu từ Đức cho em nhé. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ạ. Đây là cận cảnh bộ nồi Đức em muốn giới thiệu các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. Thật sự là nó quá đẹp luôn, khi các bác sắm về thì nó đầy đủ các chức năng, ví dụ như là nồi to luộc gà, chảo chiên rán, nồi nấu canh, nồi rang thịt, nồi nấu súp, nấu mì nhá. Đầy đủ hết cho em này, cực kỳ là xịn sò và đẹp luôn. Và 6 nồi nhá thì đều có kết cấu giống nhau là vung kính cường lực chịu nhiệt cho em này, siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt nhá. Và tay thì rỗng cách nhiệt để khi chúng ta sử dụng thì sẽ là chống nóng cho em này, có lỗ thoát khí nhá và được bảo vệ bởi inox su 304 xung quanh này, rất là đẹp phải không các bác. Và tiếp đến thì tất cả cấu trúc nồi đều được thiết kế bằng su inox 304 cho em nhá, an toàn khi sử dụng cho em này, nồi cực kỳ dày luôn, 5 đế các bác ạ, 5 đế chống khê chống cháy tuyệt đối này, có tem dập chìm để chống hàng giả hàng nhái nhá, và có cả tem dập nổi luôn, thương hiệu logo của bộ sản phẩm nồi nhá. Tay cầm này rất là sang trọng và lịch sự, đẹp như này luôn cho em nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Đấy. Và tiếp đến em xin được giới thiệu đến một em chảo này. Đấy, một em chảo này thì cực kỳ là chắc chắn dày dặn rồi. Em sẽ mở này, vung thì giống như nhau nha các bác nhá. Còn riêng với phần chảo này sẽ được là vân đá hoa cương cho em, vân đá hoa cương nhá, đảm bảo các bác rán không bao giờ là dính đáy nồi cho em hay là bị xém cháy nhá. Đấy, chiên rán cực kỳ ok, sâu lòng cho em này, vừa chiên rán vừa có thể xào nấu, sâu đến tận 8 xăng rưỡi các bác nhá. Và độ rộng của em này lên tới là 26 xăng cho em này. Đấy, tay thiết kế cũng cực kỳ là đẹp như này luôn nhá. Đấy, thì với em này là một sản phẩm này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, tiếp đến này là một em nồi to nhá. Em nồi to này cũng cực kỳ là rộng và sâu lòng cho em, sâu tới tận 15 xăng các bác ơi. Và độ rộng của em này là 26 xăng luôn này. Tay cầm cách nhiệt nhá. Đấy, cũng rất là xịn sò luôn. Đấy, quá là ok luôn các bác ơi. Em này thì luộc gà nhá, luộc gà, luộc vịt. Đấy, nấu canh, nấu riêu mỗi ngày có khách có khứa nhá, hoặc nấu lẩu cũng rất là ok này. Tiếp đến là một em nồi nấu canh nhá.
Một em nồi nấu canh này độ chiều rộng của nó sẽ là 22 xăng, và độ sâu cũng là 15 xăng các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn, đầy đủ chức năng trong một bộ nồi. Đấy, nồi rang thịt này. Đấy, nồi rang thịt các bác nhé, cũng rất là xịn sò luôn. Độ rộng của em này sẽ vào khoảng là 20 xăng các bạn, 20 xăng cho em, và độ sâu cũng là 15 xăng nhá. Đấy, quá là xịn sò và đẹp luôn các bác ơi. Kèm theo đó một em nồi nữa này, để các bác có thể là nấu rang thêm, ví dụ như là nồi rang thịt, nồi rang tép, rang tôm, đấy, hay rang đậu sốt đậu nhá. Còn với riêng em này, đấy các bác nhìn ạ, em giới thiệu ngay từ đầu đấy ạ, sẽ để nấu mì, nấu cháo, nấu súp nhá. Đấy, tay cầm rất là ok, hoặc các bác có thể chiên rán những cái nhỏ nhỏ mà cần nhiều dầu ngập mỡ nữa nhá, thì các bác dùng em này cũng rất là tiện luôn, tiết kiệm dầu mỡ này, rất là ok luôn. Đấy, tùy mục đích các bác sử dụng thôi. Với cái bộ này thì nó đầy đủ các chức năng trong một căn phòng bếp rồi. Sắm nguyên một bộ này là các bác không phải sắm bất kỳ thêm một cái nồi nào ở trong phòng bếp của mình đấy nhá. Đấy, rất là ok luôn. Thì em gửi tới các bác cái mức giá tri ân từ ngay đầu live rồi, chỉ còn là 680k các bác nhá. 680k em bao ship tận nơi luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em này. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Các bác lên đơn cho em ạ. Về la liệt đổ đống luôn các bác ơi, với số lượng cực kỳ nhiều. Và em muốn giới thiệu các bác mã sản phẩm bộ dao Nhật. Đấy, 6 chi tiết cho em này, gồm 3 dao thái, 1 em gọt hoa quả và 1 em nạo đa năng, kèm theo đó là tặng 1 em kéo nha các bác nhá. Đến từ thương hiệu Asahi Japan Nhật Bản này, hoàn toàn được làm bằng thép SK5 chống dỉ bền bỉ với thời gian cho em luôn nha các bác nhá, cực kỳ sắc bén. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm cho các bác quan sát ạ. Thì đầu tiên sẽ là 3 em dao thái nhá. 3 em dao thái này. Đấy, rất là sắc luôn này các bác ạ. Các bác được nhận hàng hoặc kiểm tra hàng phải thanh toán cho em nhá. Tất cả đều có tem dập chìm của Asahi Japan Nhật Bản này. Kèm theo đó là 1 em gọt hoa quả đây các bác nhá. Đấy, 1 em gọt hoa quả này. Và kèm theo đó là 1 em nạo đa năng. Các bác nạo bầu, nạo bí, nạo khoai cho em này. Với 1 em kéo này. Đấy, các bác có thể là cắt nem, cắt chả, cắt hành, hoa, rau thơm nhá. Rất là ok, tiện lợi luôn. Công năng đầy đủ trong một bộ dao này nhá các bác nhá. Và với em dao đến từ thương hiệu Japan Nhật Bản này, em đang có một chương trình tri ân trợ giá khách hàng cực là đặc biệt luôn. Em sale giá giảm xuống còn là 80k. 80k cho một bộ dao 6 chi tiết này. Bác nào ưng sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn, em sẽ dành 300 suất ưu đãi đầu tiên nha các bác nhá. Về số lượng cũng cực kỳ lớn, đó là mã sản phẩm em dao chặt này luôn nhá các bác nhá. Đấy, các bác sắm thì sắm luôn một thể luôn này. Em dao chặt đến từ thương hiệu Japan Asahi, thép SK5 cực kỳ là chắc chắn, sáng loáng bền bỉ luôn nhá các bác nhá. Đây các bác quan sát bên trong cho em ạ. Đấy, đáng giá đồng tiền luôn nhá. Và em cân em dao này nặng lên tới là 7 lạng luôn. 7 lạng với em dao này, các bác nhìn cho em cái sống dao nhá. Đấy, các bác nhìn cái sống dao ạ, nó cực kỳ là dày dặn như này luôn, và đúc là đúc nguyên khối nhá. Một mạch từ trên xuống dưới như này luôn cho em này. Đấy, nguyên khối luôn, dày dặn luôn, chắc chắn nhá. Và với em bản dao này thì các bác mua về, đấy, rất là tiện này, nó có cả cái lỗ treo này, các bác treo lên thì rất là gọn nhá. Bản của em dao này là rộng 10 xăng, và tổng thể dài của em này là 30 xăng nha các bác nhá. Tổng em này dài 30 xăng cho em này. Đấy, rất là phù hợp với việc chặt này, nấu nướng này, nhà có công có việc thì phải nên sắm 2-3 em này. Đấy, rất là ok luôn. Tem thì là tem dập chìm nhá. Đấy, chống hàng giả, hàng nhái luôn. Tem dập chìm đến từ thương hiệu Japan Asahi luôn này. Bác nào ưng mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Em đang có chương trình chiên trợ giá nhá. Và em này có một mức giá siêu đãi luôn. Siêu ưu đãi trên thị trường đang bán là 250-300. Nhưng mà chiên khách hàng nhá, thân yêu của em, thì chỉ còn với một mức giá là 170k. 170k trên một sản phẩm nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Giới thiệu các bác dòng máy làm sữa hạt Osmark nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này. Dung tích của nó là 1,1 lít nhá. Thì với em máy này đang được cực kỳ săn đón trên thị trường, bởi lý do làm sao? Nó cực kỳ thông minh các bác ơi, nó hoàn toàn có thể thay thế được rất nhiều các thiết bị trong căn phòng bếp nhà mình nhá. Nó sẽ là một con máy làm sữa hạt rất là ok luôn này. Tiếp đến là nó có thể nấu cháo nhá. Nấu cháo này, nó có thể thay một con máy xay sinh tố đấy, để cho bổ sung cho gia đình những cái ly nước ép, hoặc là có thể đun nước nhá, như một chiếc ấm siêu tốc luôn này. Đấy, các bác có thấy không ạ? Và nó có chế độ thông minh nữa là tự làm sạch. Khi các bác sử dụng xong, các bác cho nước vào và ấn chế độ tự làm sạch, nó sẽ tự sục rửa nhá.
và nó sẽ có chế độ giữ ấm khi mà có đèn báo tín hiệu, mà âm thanh báo tín hiệu là đã xong, ví dụ nấu cháo xong, xay tinh sinh tố xong thì nó sẽ có cái tín hiệu là kêu báo hoàn thành nhá. Và nếu mà các bác chưa sử dụng thì nó sẽ có nảy sang chế độ tự giữ ấm cho mình này, rất là ok luôn các bác nhá, thông minh cực kỳ luôn này. Ví dụ như là chúng ta nấu chúng ta có thể hẹn giờ, hoặc nó sẽ có chế độ cài mặc định ở trên đây. Là ví dụ như làm sữa hạt sau 30 phút chúng ta sẽ có ly sữa hạt này, hoặc nấu cháo thì sau bao nhiêu này, nước ép sau bao nhiêu, nước sôi sau bao nhiêu nhá, nó sẽ tự định ở đây. Và đây là chế độ của nó này, các bác có thể này, đấy, ví dụ như chúng ta để chế độ nào thì nó sẽ là chế độ đấy nhá. Đấy, ví dụ như để làm sữa hạt này, đấy nó sẽ hẹn là 23 phút. 23 phút sau chúng ta sẽ có một ly sữa hạt cực kỳ thơm ngon nhá. Thì sữa hạt khi các bác mua, em sẽ gửi cái tờ hướng dẫn này, nó sẽ có chi tiết hướng dẫn, ví dụ như là các dòng làm sữa, sữa đậu đỏ, sữa yến mạch, sữa đậu nành, vân vân nhá. Em sẽ gửi tờ hướng dẫn sử dụng này cho các bác này. Đấy, rất là ok luôn, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, và em này thì thiết kế thông minh với cái chế độ sôi ít bọt nhá, chống trào tuyệt đối cho em này. Mà rất ít các sản phẩm trên thị trường nó có cái chế độ này các bác ạ. Thì với cái sản phẩm này, lưỡi dao của nó nhá, các bác có thể nhìn cho em, lưỡi dao của nó là Ninox Su 304. Đấy, lưỡi xoắn kép rất là khỏe luôn. Với cái dòng máy khác thì các bác hoàn toàn phải ngâm đậu, ngâm lạc, ngâm yến mạch. Đấy, nhưng mà với dòng này thì không nhá. Các bác cho vào nó sẽ tự xay, tự chế độ ủ ấm mà xay nhá. Rất là mịn, mịn luôn. Đấy, rất là thơm ngon với cái ly sữa mà tự tay mình làm khác hẳn ở ngoài quán các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Các bác yêu thích cái sản phẩm mà máy làm sữa hạt và thay thế rất nhiều các dòng sản phẩm trong căn phòng bếp của mình, thì các bác nhanh tay lên đơn cho em. Em xin được gửi tới các bác với một mức giá cực kỳ ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Chỉ có là 490k trên một sản phẩm này thôi các bác ơi. Đấy, em bao ship kèm tặng quà các bác luôn nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn máy làm sữa hạt 490k. Siêu phẩm một trợ thủ đắc lực các bác ơi, các bác đau mỏi ở đâu thì em này sẽ giải quyết ở đấy nhá. Cái việc nhức mỏi cơ thể giờ đây nó không còn là vấn đề nữa luôn. Sản phẩm số 1 dành cho các bác này, máy massage 6D này, một sản phẩm mô phỏng bàn tay người các bác nhá. Với lực bóp cực kỳ là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có lực nhá. Đấy, rất là dễ chịu và thoải mái cho em luôn này. Cộng thêm một tính năng nữa, đó là tính năng chườm nóng diện rộng nhá. Nó sẽ giúp lưu thông những cái mạch máu mà nơi chúng ta cần phải xoa bóp, cần giảm đau đấy ạ, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, giảm cực kỳ là hiệu quả luôn, động cơ thì không hề ồn, với 8 điểm massage nhá. Massage cực kỳ dễ chịu luôn, các bác xem video để hiểu thêm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời này. Ở lưng thì có thể dùng chiếc máy này. Ở lưng có thể dùng, chân có thể dùng, cổ vai gáy có thể dùng, bắp chân có thể dùng, dùng tất cả mọi nơi các bác nhá. Mô phỏng bàn tay người. Lên tới 8 điểm massage giúp bạn có cảm giác như đang tận hưởng dịch vụ xoa bóp chuyên nghiệp từ tay người. Rất là thích luôn. Em này còn có hai kỹ thuật xoa bóp tiên tiến giống như chuyên gia điều chỉnh lực massage luôn đấy, kết hợp với chế độ chườm nóng mới lạ, cảm giác như chườm khăn nóng lên cổ vai nóng để lưu thông mạch máu nha các bác nhá. Phần vỏ da dễ dàng vệ sinh được bằng việc lau nhẹ trên bề mặt vỏ bên ngoài. Bu mắt mà bác Pro khó chịu ấy. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Thì với cái sản phẩm này, các bác hoàn toàn có thể yên tâm cho em là vấn đề đau nhức nhá sẽ được giải quyết triệt để cho em luôn này. Và với cái mã sản phẩm này, các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng nhá, xoa bóp thử luôn cho em, bảo shipper chờ, xoa bóp thử luôn hiệu quả các bác mới nhận hàng nhá, các bác yên tâm chưa? Và với cái mã sản phẩm này, em đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng nhá, phá giá thị trường luôn. Em bán cho các bác với một mức giá siêu đãi để các bác có thể trải nghiệm được nhá. Đấy, những cái dịch vụ tốt nhất này. Mã sản phẩm máy massage 6D bên em giảm tri ân khách hàng chỉ còn là 320k. 320k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác không nghe lầm nợ, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này.